xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là đoàn hát Hai Duy Khê. Nó sẽ là một chương trình hành trình dành cho những ai đam mê dịch chuyển. Các bạn sẽ thấy những cảnh đẹp, các bạn sẽ thấy những cái hoạt động thú vị ở khu vực miền Tây sông nước. Anh em mình sẽ tới một cái nơi nào đó, một cái địa điểm nào đó và mình thấy cái gì ở đó mình sẽ hát về cái đó. Cho nên là hầu như là chúng ta không có bài trước. Cái đó mới là cái bất ngờ.